bà Thu quay lóc lên một like nha các bạn ơi. Con cháu ơi, về ủng hộ cho bà Thu một like nha các bạn ơi. Bò viên, cá viên rất là nhiều luôn. Để làm cái mâm khổng lồ. Thấy mình làm clip gì á, đâu có đơn giản đâu. Người này người kia rồi về chuẩn bị làm khá là lâu. Nên các bạn hãy để lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chợ. Và nếu như các bạn đã thích cái video này, hãy để lại cho mình một like và một subscribe để mà ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đi chợ để mà mua đồ. Các bạn nghe một câu chuyện khá là thú vị và hài hước luôn. Lúc nãy mình đi ra chợ mua đồ các kiểu các thứ rất là nhiều, đem về để mà làm video cho các bạn xem. Nói chung là mình mua tôm viên, bò viên, rồi xà lách các kiểu đó thì mình đem về, mình mua xong rồi. Nhưng mà khi mà mình đi đường á, mình cũng quay được vài khúc nữa. Mình về mình coi lại xem nó ok hay là không, nó có đẹp hay là không. Mình coi lại, mình quên cái tay, mình bấm vô cái thọt gác anh em. Chỉ là vô tình thôi các bạn ơi, nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng làm hết cái video này cho các bạn xem. Mong là các bạn thích cái video này, hãy để lại cho mình một like nha. Mình đã mua 1 ký khoai tây, rất là nhiều khoai tây. Mình rất là thích ăn khoai tây luôn. Để mà chiên lên nhìn nó rất là hấp dẫn. 1 bịch ốc nhồi, 1 bịch chả trứng cút, 2 bịch, 1 bịch xúc xích nữa các bạn ơi. À, ở đây mình đã mua thêm đậu bắp, nửa ký đậu bắp và 1 lọn đậu đũa để mà ăn kèm cho nó không bị ngán á. Rồi bây giờ mình sẽ để ra đây luôn đi. Mình sẽ cắt 2 cái đầu đậu bắp ra để mà chiên lên nó mới hấp dẫn, còn để 2 cái đầu này thì nó sẽ không ngon đâu. Đây là đậu đũa, hồi mình sẽ cắt khúc khúc để mà chiên lên. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ khoai tây để mà sắc nhuyễn ra rồi chiên lên. Bây giờ mình sẽ để xúc xích vô nước để mà gã đông. Bây giờ mình sẽ để cái gỗ đậu bắp với đậu đũa ở đây để mà phơi nắng tí cho nó khô. Mình sẽ để đây cho nó gã đông với lại cho nó sạch. Xúc xích nữa nè anh em, bây giờ cắt ra đi. Là ốc nhồi, bây giờ mình sẽ để vô cho nó gã đông nha anh em. Ốc đã được gã đông rồi nè anh em. Khá là tươi luôn á. Khoai tây mình ngâm nước cho nó sạch. Rồi có mấy củ nữa nè. Giờ mình sẽ tiến hành sắc khoai tây anh em. Đây là những cái củ khoai tây mình đã sắc ra xong rồi nè. Hồi á mình chiên lên thì nó sẽ rất là ngon. Bạn nào á mà thích ăn khoai tây thì sẽ biết khoai tây nó rất là ngon và nó rất là bổ ích cho mình. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cứa xúc xích để khi mà chiên lên nó sẽ giòn hơn. Lại cho nó sạch một tí anh em, để thôi nó bị nhớt nhớt không có ngon đâu. Wow, khá là nặng luôn á, 1 ký lận. Wow, xong. Hồi nãy giờ gáo rồi nè anh em, bây giờ mình sẽ đem vô để mà chiên. Các bạn ơi, hồi á mình sẽ lấy cái thau rất là to này luôn để mà chiên xúc xích rồi tất cả các loại đồ chiên luôn. Ra mình đã bơm đầy rồi nên không thể nào mà sợ hết được.
Dầu ăn á thì cũng đã có sẵn rồi. Tương ớt còn nửa chai bự nữa nè anh em. Còn một chai Minda khá là to luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ chiên khoai tây trước. Lắc lắc cho nó khô nước để thôi để vô dầu thì nó sẽ bị dăng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để khoai tây vô cái chảo, cái nồi này. Dầu sôi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ để khoai tây vô cái hào này. Đó. Không, nó không có dằn, không có dằn cho lắm. Khoai tây đang chuẩn bị chín các bạn ơi, đợi một tí nữa thì có thể đem ra cái mâm khổng lồ được rồi. Nó đang khá là sôi luôn á kìa. Phai nát hết trơn rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mình đây cũng là đây là lần đầu tiên mình chiên khoai tây nên các bạn thông cảm cho mình nha. Giờ mình sẽ chiên đậu bắp, cà bắp, đậu bắp, cà bắp, đậu bắp, đậu đũa nữa anh em. Chiên hết luôn, ăn nó mới ngon. Đậu bắp với đậu đũa nó đã chín rồi và bây giờ mình sẽ bỏ vô cái mâm khổng lồ nha. Dầu nhiều quá anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ chiên mấy cái này thôi. Nãy giờ đói bụng quá anh em, chiên hết mấy cây xúc xích ăn rồi. Giờ mình sẽ bỏ xúc xích, ốc và ốc nhồi. Cái này chiên khá là mau chín luôn, tầm 5 phút á. Bây giờ mình sẽ đẩy nước đá vô hai cái ly này rồi hồi mình sẽ uống nha. Thôi tắt đi hẳn. Thôi tắt đi hẳn. Vô nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cho bạn xem nha. Thu quay lóc ra ăn bò. Vô nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ăn cho bạn xem nha. Thu quay lóc ra ăn bò viên, chân cá, chân trâu nha, xúc xích nha, khoai tây nha. Ăn bà Thu quay lóc lên một like nha các bạn ơi. Con cháu ơi, về ủng hộ cho bà Thu một like nha các bạn ơi. Đậu bắp, đậu đũa, khoai rồi lúc nhất. Bây giờ mình sẽ ăn khoai tây các bạn ơi. Ở đây không có ánh sáng các bạn ơi, tại vì đi ra ngoài thì rất là ồn. Đây là ốc. Ui. Ngon lắm. Đậu bắp, đậu đũa. Ốc ăn đi. Ok bạn ơi, mâm cá viên chiên á mình đã ăn không hết rồi. Và nếu như các bạn nào thấy ngon, thấy hay, hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào bạn. Bye bye.